Anh em có nhu cầu muốn Ninh Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhnamoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nha, chào mừng em đến với channel mình là Ninh Nam 1 tỷ đây. Thì hôm nay cũng lâu rồi, rất nhiều anh em bảo là mình tặng nick đi, thì thực ra thì mình cũng chẳng có nick mà tặng anh em đâu. Và bây giờ anh em cứ xin nick thế thì mình cũng không tặng được anh em. Mà nếu mà ví dụ mà tặng anh em một cái nick ấy, thì anh em lại tạo thành cái thói quen mà anh em cứ suốt ngày đi xin nick mình, thì nó rất là khó. Nhưng mà hôm nay thì có bạn thanh lý cho mình một cái nick, thì nó lại dính vào cái nick số điện thoại 10 số. Nhưng mà số điện thoại 10 số này, nhưng mà nó số điện thoại kiểu không đúng anh em, kiểu số điện thoại thu hồi ấy, thì vẫn được coi như là ảo anh em ạ. Nhưng mà shop mình không kinh doanh những số điện thoại như này, anh em có hiểu không? Shop mình chỉ kinh doanh shop shop ních nằm 1 tỷ.com của mình chỉ kinh doanh những cái loại miền ảo và số điện thoại 12 số, và không bao giờ kinh doanh số điện thoại 11 số hoặc là miền thật hay là gì, không bao giờ kinh doanh như thế. Những cái nick mà như thế mình sẽ không nhập. Nhưng mà hôm nay cái bạn này, bạn ấy thanh lý cái nick này nó với giá rất là rẻ thôi, thế mình cũng nhập về. Mình nhập với giá rẻ thôi, mình nhập về thì mình cũng làm một cái clip mà mình cho anh em, coi như mình tặng anh em một cái nick này. Thì nếu mà bây giờ mà mình để cái mật khẩu mà nó dễ quá, để mật khẩu toẹt cái luôn, thì bạn xem đầu tiên bạn ý được luôn, những bạn khác thì không được. Thế nên là mình sẽ để cái mật khẩu và cái số cuối cùng ấy, cái số cuối cùng của nó sẽ nằm dao động từ 1 đến, nghĩa là cái ký tự cuối cùng ấy nó sẽ là từ 1 đến số 30, để cho anh em check. Ví dụ anh em check cái số mật khẩu đó là y y ba chấm gì đó, thì anh em sau cái dấu mà x, cái dấu mà sao đó, thì sẽ là một số ký tự nào đó từ 0 đến 30. Ví dụ y sau chữ y là số 30 chẳng hạn. Đấy, thì anh em cứ nên thế anh em đổi. Thì mình nghĩ là nếu mà như thế thì nó sẽ công bằng hơn đối với những bạn mà vào muộn ở khoảng 5 phút ấy. Ví dụ một số bạn mà đăng ký kênh của mình rồi, rồi vào nó không 5 phút sau nó mới hiện thông báo ấy, thì đấy lại thiệt thòi cho các bạn ấy. Thì anh em cứ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ tặng anh em một cái con nick như này. Anh em yên tâm, anh em cứ lấy cái số điện thoại này này, 2 4 6 8 10 số, 2 4 6 8 10. Ừ, nhưng mà anh em cứ thử gọi điện cho số điện thoại này xem, nó sẽ bảo là không đúng. Thì nói chung là nó vẫn có thể được coi là ảo. Thì anh em cái nick này thì nó cũng VIP rồi, nên là anh em về chả cần đầu tư gì. Đấy, nó VIP rồi mà, nên cần gì đầu tư. Có một con xin bộ hung vĩnh viễn. Ok, bây giờ mình sẽ về cho anh em xem nhé. Mình thử xem là dương đồ nó có gì không. Thực ra là đúng ra là mình không nhập những cái nick này gì đâu, chắc chắn là mình không bao giờ kinh doanh những cái nick như này. Nhưng mà mình thấy nó khá là rẻ thì thôi mình cũng mua về, mình cũng tặng anh em luôn, coi như là anh em xem kênh mình coi như là một cái món quà. Gọi là ok, anh em nhập cái nick này về nha, anh em vẫn có thể mang đi bán được nha. Anh em mang đi bán được là có khi là nó cũng trả tầm được khoảng 150 200 đấy. Nói chung là cũng được, cái tầm 150 là cũng nói chung là cũng được ấy. Nhưng mà đối với shop mình không bao giờ kinh doanh những cái nick kiểu như này, anh em hiểu đây. Ôi cơ, vẫn còn nhiều ấy của anh em ạ, vẫn còn nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ có cái khá là ok đấy anh em ạ. Nói chung nick này khá là ngon, tặng anh em cái này nói chung cũng hơi tiếc ấy, nhưng mà thôi tặng anh em luôn, có là gì đâu. Đây thì mình sẽ show cho anh em nhé. Thì nó có một cái con sen bộ hung vĩnh viễn. Anh em cứ xem video của mình thì mình sẽ hiện lên cái tài khoản mật khẩu, thì cái chữ x cuối cùng ấy, cái dấu mà sao cuối cùng ấy sẽ là một số dao động từ 00, từ số 0 đến số 30. Ví dụ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 đến 30 gì đó. Thì đấy, nó dao động như thế thì anh em cứ đổi mật khẩu, anh em cứ check như thế thì sẽ vào được. Đây, cái trang số 2 này. Đấy, có một cái con Ken thôi. Đấy, có một cái cải trang Ken với cả Dra vô hình bông băng với cả cái
Android 13 với cả cái cải trang kia nói chung là cũng được, để mình 40 tỷ nhá, gần 40 tỷ gì đó, để 37 thì camera 7 gì đó. Đấy, dịch chuyển tức thời 90% và ác này xem vừa 5 nhá. Đây bây giờ mình sẽ để cái ấy ở trên này. Đấy anh em cứ check như này thôi. Thì đấy, đến cái đoạn này rồi thì mình nghĩ là anh em thay nhau vào check thôi, thì anh em cũng chẳng xem nữa. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là nếu mà anh em có mua nick thì hãy nên shop nick là 1 tỷ.com để ủng hộ mình nha. Shop nick mình bán tất cả các loại nick, nick từ nick win danh trại đến nick sơ sinh đến nick tất cả các mọi thứ, nick tầm trung, nick VIP với giá là mắc rẻ luôn. Anh em nào qua Facebook Zalo sẽ được giảm với giá là 10 đến 40%. Quá là rẻ luôn, chưa thấy cái shop nào rẻ như shop mình. Anh em cũng có thể săn nick 10 tỷ, 40 tỷ, 60 tỷ gì đó. Ok, anh em nên shop nick là 1 tỷ.com để ủng hộ mình nha. Top nạp thì mình sẽ trao giải vào cuối tháng. Anh em mua nick của shop mình, ví dụ anh em mua nick 300.000, anh em thanh lý lại thì mình sẽ nhập với giá là 270.000, anh em chỉ mất 10%, coi như mất bát phở thôi anh em ạ. Ok, anh em mà nhớ ủng hộ mình nhé. Bye bye anh em nhớ chúc anh em nhận được nick vui vẻ nhé. Ok, bye bye mọi người.